Xây nhà xong thích lát sàn gỗ cho đẹp mà quá chán với các mẫu lát sàn so le thông thường thì tính làm sao? Không sao đâu nha, việc gì khó thì em giải quyết cho. Nếu không thích các sàn gỗ thông thường thì anh chị hãy tham khảo qua mẫu sàn gỗ xương cá độc đáo này nhé. Sàn gỗ xương cá tuy không phải là kiểu lát sàn quá mới nhưng mà nhờ vào cách lắp đặt khá đặc biệt, lạ mắt nên được nhiều người ưa chuộng. Xin chào các anh chị, lại là Kim Hoa, cô gái sàn gỗ đến từ Cosmos đây. Anh chị mà quan tâm đến sàn gỗ hay là muốn xem các công trình thi công chi tiết và các mẫu sàn đẹp nữa thì nhanh tay subscribe kênh Cosmos Việt Nam để theo dõi những cái video hấp dẫn khác nữa nha. Ưu điểm của kiểu lắp sàn gỗ xương cá là mang một phong cách cổ điển, phù hợp với đa số và hầu hết các căn hộ hay là nhà ở. Do cấu trúc xương cá khá là đặc biệt nè, giúp bề mặt sàn được chắc chắn hơn, chịu lực bề mặt lớn hơn, tránh tình trạng cong vênh do sự thay đổi thất thường của thời tiết. Sử dụng kỹ thuật lát sàn này á còn giúp cho nhà của anh chị không có bị đụng hàng với những ngôi nhà khác nữa đó. Nhưng mà thi công sàn gỗ xương cá lại được xem là khó nhất và đòi hỏi thợ phải có tay nghề cao. Nếu như mà thợ lát không có quen sẽ rất là lâu và gây hao hụt rất là nhiều luôn đó. Vậy thì hôm nay sẵn có công trình thi công sàn gỗ xương cá, anh chị hãy cùng Kim Hoa theo dõi các anh thợ bên Cosmos thi công như thế nào nha. Với công trình này thì chủ nhà lựa chọn sàn gỗ xương cá với màu gỗ sồi tự nhiên, rất là dễ phối với đồ nội thất cho đồng bộ và phù hợp với màu sàn. Trước tiên á, thi công công trình lát sàn gỗ là phải quét dọn sạch và xử lý mặt nền nha các anh chị. Do chủ nhà quyết định lát sàn gỗ ngay từ đầu luôn nên là sàn nhà được đội thi công cán khá là phẳng rồi. Anh thợ bên em chỉ việc quét dọn và trải xốp ra là thi công lát sàn được luôn. Với lớp xốp này sẽ có tác dụng hạn chế ma sát giữa gỗ và sàn khi mà sàn gỗ giãn nở, đồng thời cũng tạo cảm giác êm ái hơn khi đi lại trên sàn nữa. Ngoài ra, lớp xốp này còn có tác dụng ngăn hơi ẩm từ nền nhà thấm ngược lên sàn gỗ, giúp sàn gỗ bền và đẹp hơn. Tiếp theo thì các anh thợ sẽ tiến hành cắt góc 45 độ của một bên tấm ván sàn được lát ở ngoài cùng. Sau khi cắt xong thì tiến hành lát thôi. Đầu tiên thì ghép hai thanh gỗ hèm A và hèm B lại với nhau theo góc 90 độ, tạo ra một hình chữ V và tiếp tục như vậy cho đến hết không gian cần thi công. Anh chị lưu ý là phần đầu của chữ V sẽ áp vào tường nha, còn phần đuôi của chữ V sẽ hướng ra bên ngoài và sau đó thợ cứ lắp dần các tấm ván ra phía bên ngoài thôi. Có một điểm cần lưu ý nữa là các thanh gỗ để lắp cho mỗi bên xương cá là khác nhau nha, bởi vì cách lắp đặt khá đặc biệt nên là cấu tạo của sàn xương cá cũng khác so với ván sàn thông thường nữa. Sàn xương cá sẽ có một phần hèm khóa A và một phần hèm khóa B được chia ra thành hai hộp đựng khác nhau. Nên là khi lắp đặt cần chú ý cẩn thận lấy đúng các tấm ván sàn để không lắp sai chiều các thanh gỗ nha các anh chị. Các anh thợ cứ lắp tương tự như vậy cho đến khi hoàn thiện được hàng xương cá đầu tiên. Sau khi hoàn thành xong hàng đầu tiên thì việc lắp sàn xương cá cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Em sàn gỗ cho công trình này là sàn gỗ Cosmos xương cá có cốt xanh, cứng cáp, kháng ẩm tốt, có độ trương nở khi gặp nước thấp. Giá cả lại phải chăng, nếu anh chị nào thích phá cách và tìm một loại sàn tốt trong tầm giá thì có thể tham khảo và chọn em sàn gỗ xương cá này để tân trang lại cho ngôi nhà của mình nha. Khi tiếp tục lát các hàng tiếp theo thì anh chị cũng lưu ý là các tấm ván sàn theo đúng hèm A và hèm B luôn nha. Với những phần sát chân tường thì anh thợ sẽ đo đạc với các tấm nhỏ để có thể cắt và lắp một cách chính xác nhất. Lắp sàn xương cá tuy là có khó hơn sàn thông thường nhưng mà nếu thợ đã làm quen tay thì cũng rất là nhanh, đã lát xong căn phòng rồi. Sàn gỗ xương cá có một đặc điểm nữa là giúp cho căn phòng trông có vẻ rộng rãi hơn nữa đó các anh chị. Em sàn xương cá Cosmos này được bảo hành chất lượng lên đến 15 năm, tha hồ cho các anh chị mình dùng bền đẹp luôn nha. Sàn xương cá Cosmos được sản xuất trên công nghệ tiên tiến của Đức và đang được phân phối bởi công ty Cosmos Việt Nam. Anh chị có nhận xét gì về công trình ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn đã theo dõi video, tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.